Ya lo vi tú. Xin chào, tiếp tục. Hiện nay ở đèo số 6 có ông Đô Phan Văn Tiệp của Trương Mỹ xin giữ. Chưa có đô nào theo. Chúng tôi xin công bố kết quả.
bằng một kỹ thuật nhổ khố làm đối phương nổi toàn thân. Đô Nguyễn Xuân Bình nhất thắng.